Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Người ấy có theo dõi bạn trên mạng xã hội hay không? Đây là video chọn tụ bài và các bạn sẽ chọn tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. Và mình chỉ nói những điều cần nói, không phải nói những điều bạn muốn nghe. Mình sẽ đếm từ 6 tới 1 và các chọn theo năng lượng phù hợp với mình nhất nhé. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chúng ta sẽ bắt đầu với tụ 1 đầu tiên. Xin kết nối năng lượng của các bạn chọn tụ 1. Trong trải bài này các bạn có lá bài như sau. Đầu tiên các bạn có lá bài Ace of Pentacles. Lá bài thứ hai là các bạn có lá bài Queen of Pentacles, nữ hoàng tiền. Và lá bài cuối cùng đó chính là lá bài hộp lá bài trong bộ ấn chính, The Empress. Và sau đây mình xin giải thích cho các bạn. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về mặt phía bạn là như thế nào, sau đó về họ và kết quả của họ có theo dõi mạng xã hội của bạn hay không. Thì lá bài đầu tiên chính là Ace of Pentacles, là lá bài nói những điều mà bạn muốn ở họ khi xưa. Lúc ấy là các bạn rất là muốn xây dựng cho mối quan hệ của mình trở nên một cách an toàn và vững chắc nhất. Bạn mong muốn là đem sự thịnh vượng, sung túc và niềm tin cho cả hai. Các bạn đã đặt cái niềm tin của mình vào mối tình này, và bạn cũng mong muốn là họ đặt niềm tin giống y chang bạn luôn. Và có thể là họ đã hứa hẹn, họ đã đặt niềm tin đi cùng với bạn đến cuối cuộc đời này. Bạn đã gieo vào cái hạt giống vào tâm hồn của bạn để cho cái niềm tin đó, những ước ao mong muốn là được tập trung. Và vấn đề của cả hai nó rất là lớn rồi. Bạn xem họ xuất hiện giống như là một món quà vậy đó, một lời đề nghị, một sự kiện gặp gỡ kết nối rất là quý giá đối với bạn. Và khi đó cái nguồn năng lượng của các bạn là một cái sự kiên định rất là lớn. Bởi vì bạn biết rằng khi bạn kiên định niềm tin như vậy á, bạn dẹp qua tất cả những cái thời điểm mà mơ mộng ảo tưởng khi xưa. Bạn muốn đây mình sống với thực tập và tập trung vào cái người này, để bạn muốn là đây là mối quan hệ đem một sự trải nghiệm rất an toàn, một cách thoải mái và đáng tin cậy nhất. Bạn xây dựng một nền tảng niềm tin rất là lớn vào cuộc sống của họ. Và cuộc sống đối với bạn là một cái tràn ngập cái niềm hy vọng về tương lai cho cả hai. Bạn thấy đây là một cái gì đó rất mới mẻ đối với bạn. Bạn nghĩ cái người này là người cuối cùng cuộc đời mình rồi. Bạn cảm thấy là mình sẽ chấp nhận và cũng như tiến tới mối quan hệ cam kết, một hứa hẹn rất là nhiều về tương lai cho cả hai. Có thể là một số bạn ở trong tụ bài này, các bạn rất là ổn định về tinh thần, vật chất như tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi họ xuất hiện trong đời của các bạn thì các bạn rất là vui hơn rất là nhiều. Nhưng mà cuộc đời không như là mơ, tình yêu các bạn đã gãy đổ và giờ bạn phải hỏi trái bài là họ có theo dõi mạng xã hội của bạn hay không. Thì sau đây là cảm nhận của họ về mối quan hệ này. Và tại thời điểm đó, nguồn năng lượng của họ là bị ngắt kết nối với nguồn năng lượng tích cực. Họ trở nên thành một cái phiên bản hoàn toàn khác. Họ rất là ích kỷ, thậm chí ghen tị với những hành động người khác. Và họ ganh tị luôn thành công của chính bạn. Họ cảm thấy là cái gia đình của họ hiện tại rất là tồi tệ. Cái khả năng chăm sóc bản thân và môi trường xung quanh họ không còn luôn các bạn. Họ quên bẵng luôn cái việc chăm sóc bạn, để ý đến cảm xúc của các bạn như thế nào. Bởi vì họ đang tập trung quá nhiều vật chất, cho thấy biểu hiện một cách rất là tiêu cực, khiến cho họ trở nên thiếu ý thức về ổn thuận cũng như trách nhiệm của mình trong mối quan hệ của cả hai. Có thể là họ đang gặp rất nhiều về phân tâm về cái vấn đề công việc. Họ không đủ thu nhập trong cuộc sống này, cho đó nó ảnh hưởng đến tình cảm của hai bạn rất là nhiều. Từ cái việc mất cân bằng trong công việc và gia đình như vậy á, thì họ sẽ cản đường của bạn, cản đường tình cảm của hai người đến với nhau, cho họ muốn tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn. Và đồng thời là họ cũng gặp khó khăn trong phần cái thu nhập của mình. Đây là một cái lá bài mà họ cảm thấy là họ ganh tị với vị trí làm việc của mọi người xung quanh. Và họ có nghĩ là chính cái ganh tị này gây ra sự rắc rối cho chính họ. Đối với tình cảm của các bạn á, thì cho thấy cái sự ích kỷ và nông cạn trong tình yêu này rất là nhiều. Cái sự bất an của họ khiến cho họ cả sở hữu, chiếm hữu và coi như là kéo sang cái người khác. Họ truyền cái năng lực tiêu cực sang các bạn luôn. Họ không có kiểm soát được mình. Và họ nghĩ là họ muốn sống, họ phát triển độc thân, cho đó họ muốn phát triển sự tự tin của mình. Và họ cứ nghĩ là chia tay bạn thì cái vấn đề đó sẽ được giải quyết. Nhưng họ quên rằng cái sự chữa lành ở bên trong họ
chữa lành những cái tiêu cực của họ mới là cái điều tiên quyết để cho họ bước vào mối quan hệ với người khác. Và họ không có coi trọng cái cảm xúc của các bạn luôn, bởi vì họ có nhu cầu và mong muốn riêng họ. Họ không có tôn trọng quyền tự chủ của bạn, và họ cảm thấy là bạn là cái gì đó rất là xa vời đối với họ. Và để trả lời câu hỏi là họ có theo dõi mạng xã hội của bạn hay không, câu trả lời là có nha các bạn. Bởi vì đây là cái thời điểm có thể là sau khi chia tay, họ đã thấy là họ tập trung vào bản chất của họ, họ tập trung vào sự rung động và thể chất cũng như là đọc sách và tìm hiểu thêm rất là nhiều. Họ cảm thấy là cái họ đại diện cho cái sự chuyển đổi từ yêu bản thân sang yêu người khác. Đây là một trong những cái lá bài nguyên mẫu của bộ bài Tarot. Bởi vì đây là một cái điều rất tuyệt vời cho họ nếu như họ đang tìm kiếm cái sự hòa hợp trong tình yêu, hoặc là họ muốn củng cố tình bạn hay tình yêu của họ để họ hy vọng bắt đầu một cuộc sống gia đình. Một cái dấu hiệu rất là tốt nha. Có thể sau một thời gian theo dõi bạn trên mạng xã hội, thấy bạn sống rất là tốt, mọi chuyện rất là đẹp, và họ cũng thấy là họ cần phải phát triển bản thân của mình. Cái thời điểm này họ phát triển cái phần tâm thức của họ rất là nhiều. Lá bài này nó nói là họ đang xây dựng, muốn khuyến khích xây dựng lại mối quan hệ giữa họ và các bạn hoặc là người xung quanh họ. Và họ đang một đem một nguồn năng lượng có sự đồng cảm, đồng trắc ẩn và nuôi dưỡng rất là nhiều luôn các bạn ơi. Nói chung là đây là một cái lá bài rất là tốt, tích cực, trả lời là họ đang rất là sẵn sàng để hòa nhập lại với tình yêu và sự lãng mạn. Qua mạng xã hội họ thấy là bạn là một cái người rất là hoàn hảo, là cái áp lực đó với họ. Bởi vì họ nghĩ là họ chưa đủ chín chắn và hiểu được giá trị của chính mình, cho đó họ không có nhìn nhận ra cái sự tuyệt vời của bạn. Và qua những cái gì chị đăng tải trên mạng xã hội của các bạn khiến cho họ cảm thấy áp lực rất là nhiều, bởi vì họ thấy bạn ghi điểm trong mắt mọi người bởi sự chỉnh chu, bởi sự ân cần, quan tâm và chăm sóc. Bạn có khả năng cho đi rất là nhiều, bởi vì họ nhìn thấy là bạn có giá trị, một người giá trị đóng góp cho cuộc sống mình rất là cao. Và cả khả năng họ thấy luôn bạn là một cái người rất là trung thực, rất là chung thủy. Bạn sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân của mình để chăm lo cho những người khác, chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên họ thấy là bạn làm việc quá sức, bạn không có chú ý đến bản thân của mình, do đó bạn cần phải chú ý đến bản thân của mình nhiều hơn nha các bạn. Và qua mạng xã hội họ cũng thấy được bạn là một cái hình mẫu lý tưởng cho gia đình chứ không phải là cho tình yêu. Các bạn là khắc khô khan gặp tình yêu hả ta? Chắc vậy quá à. Và thông điệp sẽ gửi cho cả hai đó chính là hãy mở cửa trái tim với một chìa khóa, hãy sẵn sàng đón nhận cái tình yêu, gặp ai đó hãy mở rộng trái tim của mình ra và đón nhận họ đến với nhau để chúng ta trở thành những cặp đôi hoàn hảo nhất có thể. Lá bài thứ hai, thông điệp đó chính là hãy trò chuyện cùng nhau. Các bạn có biết rằng những cái gì hứng thú trong cuộc sống này nó sẽ giúp cho các bạn gắn kết với nhau rất nhiều. Có thể là họ đang đợi tin nhắn của bạn đến, họ tin nhắn, cuộc gọi hoặc là email trong cái tình trạng rất là lơ lửng, bởi vì họ đang lấp lửng là không biết có nên nhắn hay gọi bạn hay không. Và câu trả lời là chắc là họ đang đợi tin nhắn từ bạn. Nếu như bạn có khả năng còn muốn quay lại với họ thì thử cho mình một cơ hội đi các bạn. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ 2. Trong trái bài các bạn có lá 3 gậy. Lá bài số 2, các bạn có lá bài The High Priestess. Và lá bài cuối cùng, các bạn có lá bài The Devil. Đầu tiên sẽ là lá bài nói cảm nhận và học bài với họ khi xưa, bởi vì bạn mang một cái nguồn năng lượng của lá bài 3 gậy. Cái bạn thấy từ cái người này là gì? Bạn thấy đây là một cái người rất có nhìn xa trông rộng, mà còn có người sẵn sàng rất là tiên phong trong mọi việc trong cuộc sống của họ. Bởi vì họ có tính chất rất khám phá, họ hay so sánh của họ với cuộc sống của người khác lắm các bạn. Bởi vì cái người này đứng núi này trông núi nọ nha. Bởi vì họ quyết tâm theo đuổi những cái mục tiêu của mình, cho đó họ sẵn sàng sải bước đi với nhận thức là tập trung hoàn toàn cho cái điều họ cần và họ muốn. Lòng can đảm của họ đã đi kèm theo sự tính toán và mang tính tự phát rất là nhiều. Khi mà họ cảm thấy là ở nơi bạn họ cảm thấy không có sự phát triển nữa thì họ sẵn sàng bước ra đi, bởi vì họ mang một cái tiếng gọi có sự là tiến về phía trước. Bản thân cái người này thích chinh phục lắm các bạn. Họ muốn tăng cái sự giới hạn của mình, muốn giải thoát mình ra khỏi hoàn cảnh nó hiện tại. Bởi vì họ mang một nguồn năng lượng là họ không thích sự an toàn ở phía bạn.
họ muốn làm gì đó khác đi, họ tìm kiếm những khả năng tình yêu mới, đem cho họ những kỳ vọng mới trong cuộc sống của mình. Bởi đây là một cái người có tầm nhìn rất là dài hạn nha các bạn. Bởi vì cái khả năng của họ là họ muốn tạo ra là một người dẫn đầu, một người là lúc nào cũng giữ vai trò chính trong mối quan hệ hết trơn á. Một lá bài rất là bảo thủ, một cái người rất là biết tiến về phía trước, sẵn sàng từ bỏ những cái gì mà giới hạn anh ta trong cuộc sống này. Và đương nhiên cái việc mà bước qua cuộc tình, từ bỏ tình yêu á, sau khi họ thấy là cái việc này không đi đến đâu á, thì họ sẵn sàng tiến tới với người mới. Nếu như cái người mới đem cho họ cái gì đó mà khả năng trong cuộc sống họ cao hơn, nhất định họ sẽ chọn người đó. Bản thân cái người này á, họ nghĩ không cho phép thời gian của mình á, là tận hưởng về cái cuộc sống mà an toàn. Họ muốn cái gì đó nó phải phát triển, phải mạnh mẽ, phải trải nghiệm, phải gì đó mà đứng trên top luôn các bạn, thì họ mới đồng ý. Và những gì họ thấy ở bạn là gì? Họ cảm thấy bạn là một người rất là thụ động. Bạn đại diện cho cái gì đó rất là nội tâm. Có thể là bạn hiểu biết và kinh nghiệm nè. Bạn tiếp thu kiến thức qua trực giác và bạn làm cho những cái gì nội tâm diễn ra trong lòng mình rất là nhiều. Bởi rằng cái bạn mang một nguồn năng lượng rất là thụ động, do đó nó rất là tiêu cực luôn. Hoặc là thụ động hướng nội đến yếu ớt luôn. Bạn có sức mạnh và sức mạnh của riêng mình. Bạn để cho cái hoạt động tâm trí mình hoạt động rất rất là sâu xa. Và nó đến mức mà bạn chỉ cảm thấy là mình chỉ phát triển được cái tiềm thức của mình thôi. Bề ngoài bạn rất là im điềm và im lặng. Bởi vì bạn mang một cái sức mạnh tinh thần và quyền năng của mặt trăng. Cái gì đó ẩn giấu ở phần bên trong đó, chứ không phải được phát triển ra ngoài. Họ cảm thấy bạn là người như vậy đó. Xui cho bạn, cái người kia họ thích khám phá phiêu lưu, nhưng bạn lại đại diện cho một nguồn năng lượng tĩnh lặng và ẩn dật. Bởi vì bạn có khả năng là tự nhiên biết những điều họ không thể nào biết thông qua những cái phương tiện bình thường. Kiểu như là bạn là cái người có trực giác là cao ha. Bạn rất là giỏi lắng nghe, bạn bình lặng và bạn mở lòng với tất cả cái ý tưởng của mọi người luôn. Bạn thẩm thấu những cái gì mà họ nói nè, những cái gì mà họ đến với bạn, bạn đều ghi nhớ hết á. Và bị hun hút bởi những cái vấn đề rất là huyền bí về tôn giáo và tâm linh luôn. Bạn thể hiện cho họ thấy một cái hình ảnh bạn là một cái người rất là nội tâm, sống nhạy cảm. Mặc dù họ biết là bạn không có hề yếu đuối, bởi vì bạn biết cách điều khiển cảm xúc của mình rất là nhiều. Khi bạn bắt đầu với mối quan hệ nào đó, bạn luôn đề cao trực giác của bạn. Và bạn hay đánh giá những cái gì mà người ta làm với bạn lắm. Bạn cảm nhận cái người đó làm cho mình bằng cái nội tâm. Đây là một cái người là một thông minh nha. Bạn là người thông minh nha, nhưng mà thông minh trong sự thanh thản. Bởi vì bạn biết giải quyết những cái vấn đề theo đúng cái tiềm thức của các bạn. Ồ, rất là hay á. Bạn bị thông tệ về tiềm thức nè. Bạn sẽ thấy được là bản thân của bạn là rất là hoàn thiện bản thân của mình rồi. Do đó bạn sẽ hay nhìn vào cái việc làm của người khác, cái trực giác cho bạn biết là có nên đến với người này hay không đến. Và cái chia tay hình như là cả hai người, hai nguồn năng lượng không có hợp nhau. Một người thì sôi nổi bên ngoài tìm kiếm cái mới hơn, một người thì lại xây vào bên trong. Do đó mối quan hệ của hai bị cắt kết nối. Và sau đây cái lá bài sẽ biết là họ có theo dõi bạn trên mạng xã hội hay không. Và lá bài đại diện cho cái việc trả lời là họ có theo dõi mạng xã hội không thì chính xác là không nha các bạn. Bởi vì khi lá bài The Devil này xuất hiện, chứng tỏ là cái người này họ hiện thân cái sự tham muốn của con người của chúng ta, đặc biệt là những gì tham muốn về vật chất này, về thế giới bên ngoài này, về tình dục này, những cái gì mà rất là tiêu cực cho bản thân của họ. Nó đại diện cho cái người này đang mang một cảm xúc rất là sâu sắc và đen tối nhất của họ. Bởi vì họ muốn làm một cái gì đó và họ tập trung vào vật chất rất là nhiều. Họ bị mắc kẹt trong cái việc tù túng và trầm cảm và suy nghĩ tiêu cực. Họ không có theo dõi mạng xã hội của các bạn nha, bởi vì họ đang tượng trưng cho cái việc họ tập trung vào cái ham muốn của họ nhiều hơn. Và chính cái thời điểm này bạn cảm giác là bạn giống như là cái gì đó, một cái tư tưởng của người nạn nhân. Bạn cảm thấy là tại sao họ lại có thể bỏ bạn ra đi trong khi bạn cho họ rất là nhiều. Và bạn quên rằng cái người này chính là cái người họ bị mắc kẹt, họ tham về cái thế chất vật chất rất là nhiều. Họ muốn cái gì đó cao hơn, họ đứng núi này trông núi nọ các bạn ơi. Bởi vì họ không thể chịu đựng sự chỉ trích này, hoặc là thao túng tâm lý. Có thể là bạn sống quá nội tâm cho những gì bạn nói rất là sâu sắc, cho nên họ cảm thấy là bạn kiểm soát cái hành vi của chính họ. Cho nên họ muốn vượt ra ngoài, tìm kiếm cái gì đó khác
hơn rất là nhiều. Và có dấu hiệu là họ cảm thấy là các bạn đang bị rơi vào cái tình huống là có vấn đề về sức khỏe tâm thần ảnh hưởng đến mối quan hệ. Có thể là bạn quá nội tâm, do đó bạn đưa những cái nguồn năng lượng rất là tiêu cực đến với họ. Do đó nếu như vậy thì bạn hãy tìm kiếm những cái người tư vấn chuyên nghiệp để hỗ trợ cho bạn hoặc là họ ha. Có dấu hiệu của sự đố kỵ lừa dối rất là nhiều luôn trong mối cảnh của hai người. Bởi vì cái việc này nó cần rất nhiều để các bạn biết được là mình có bị mắc kẹt không. Nếu như bạn còn qua lại với người này, bạn coi chừng là họ đang lạm dụng bạn nha. Họ đang bị lạm dụng bằng cái gì đó mình không biết. Các bạn sẽ tự hiểu ha. Và ở một số bạn là cái mối quan hệ của các bạn đang bị lạm dụng về cái mặt tiêu cực rất là nhiều. Do đó hình như là nếu các bạn còn trong mối quan hệ, các bạn phải cẩn thận về sức khỏe tâm tinh thần nè. Coi chừng bị lạm dụng về cái vật thể chất cũng như mặt tinh thần rất là nhiều. Do đó hãy tránh xa những cái người này ra nha các bạn. Đừng để cho cái lá bài này khiến cho bạn cảm thấy bất lực trong cuộc sống này. Và bởi vì họ không có theo dõi mạng xã hội của bạn, họ muốn biết bạn luôn rồi, nên là bạn đừng có mong chờ người này nữa hết trơn á. Hãy sống cuộc sống của mình đi, hãy tập trung vào mình nhiều nhất có thể. Hãy phát triển và yêu thương mình ha. Sau đây thông điệp vũ trụ muốn gửi cho các bạn là gì? Đó chính là bạn hãy sống liêm chính với nội tâm của mình. Bạn hãy nhìn sâu vào trái tim của mình để sẽ nhận thấy cái sự thật trong tất cả các tình huống. Cái việc bạn thấu hiểu nội tâm của mình là thấu hiểu cái sự thật. Và cái nguồn năng lượng của thiên thần sẽ cung cấp cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn đi qua những trường hợp. Họ đưa ra những cái cơ hội rất là tốt, cần thiết nhất, giúp cho các bạn có sức mạnh để giúp bạn chăm sóc bản thân mình. Hãy tập trung vào bạn, tập trung vào những điều bạn muốn làm. Và cái những gì tốt đẹp sẽ đến với bạn theo cái ngọn lửa của đôi cánh của thiên thần. Một thông điệp rất là hay đến từ cái thiên thần vũ trụ hộ mệnh các bạn. Kế tiếp là lá bài sẽ kêu các bạn làm gì? Đó là các bạn hãy thay đổi cái hướng đi của mình, hãy thay đổi cái kinh nghiệm của mình. Cái ánh sáng có sự hướng dẫn sẽ đến thay đổi và tái tạo lại, mở rộng cho các bạn trong một con đường mới để trong tình yêu hướng tới cho cuộc sống này. Nhưng mà bạn phải sẵn sàng đón nhận những cái nguồn năng lượng của sự hướng dẫn này, và họ sẽ bảo vệ các bạn từ bây giờ và trong tương lai, và họ sẽ theo bạn trong suốt cuộc đời này để cho các bạn có thể thu hút được gì hạnh phúc đến nhất trong cuộc sống của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.